Xin chào các bạn đến với vlog của gia đình Quảng Trân. Trong vlog này thì gia đình mình sẽ chia sẻ lịch trình của cả nhà đi Bangkok. Và đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của bạn nhỏ 2 tuổi nhà mình, coi như là khai trương hộ chiếu luôn đó. Bây giờ lên đường đi Bangkok cùng với gia đình tụi mình nha. Hello, mình đang ở sân bay quốc tế Đà Nẵng. Và chuyến bay này thì mình sẽ đi Bangkok các bạn. Và có một cái sự đặc biệt trong cái đợt đi này, đó là mình đi cùng với bạn cà, bạn nhỏ của nhà mình ha. Đây là chuyến đi 2 tuổi đầu tiên của bạn nhỏ nhà mình đi ra nước ngoài. Rất là may mắn thì tất cả những thủ tục về hành lý check-in cũng như là thủ tục xuất cảnh nó rất là suôn sẻ luôn. Thì mình đang ở cửa số 7 để chờ lên máy bay ha. Con đi máy bay gì con? Nó to lên. Như là các bạn nghe thì chuyến đi này thì mình sẽ đi máy bay Vietjet và mình đi hạng đến lớp luôn. Đi hạng đến lớp của Vietjet á, thì mình sẽ được làm ở cái cổng check-in ưu tiên này. Thứ hai nữa là mình sẽ được mỗi người 23kg hành lý. Và khi mà ngồi ghế á, thì mình sẽ được xếp được hàng ghế ở bên trên của máy bay. Nói chung là đi với cái bạn nhỏ mà được những cái dịch vụ đó thì mình không cần phải suy nghĩ nhiều và cũng sẽ đỡ mất thời gian hơn. Tại vì cái bạn nhỏ của mình thì con trai mà nó hơi gọi là hiếu động một xíu, nên là khi mà đi ra làm thủ tục check-in này thì cũng khá là nhanh gọn luôn các bạn. Hello, mình đang ở trên chuyến máy bay Vietjet bay từ Đà Nẵng đi Bangkok. Đợt này thì mình đi hạng đến lớp nên là ngồi ở cái băng ghế đầu tiên rất là tiện lợi luôn. Một số cái mẹo cho những ai mà muốn dẫn con nhỏ đi máy bay á, thì các bạn có thể là chuẩn bị một số thứ, ví dụ như là bút chì màu để các bạn có thể là tô ở trên máy bay, hoặc là sách để các bạn có thể là đọc ở trên máy bay, thì các bạn sẽ tập trung hơn. Khi đó thì con sẽ không bị chán và cũng sẽ không có bị quấy phá khi mà lên trên máy bay. Và các bạn nhớ là chuẩn bị thật là nhiều nước, bình nước như vậy này, để khi mà cách và cánh thì các bạn cho các bạn nhỏ này uống thì sẽ không bị ù tai nha. Rồi con nói xin chào các bạn đi. Nó to lên. Mình tên là có tên chi thì con nói đi. Con tên chi mà con không biết nữa hả? Hãy nhập lại ở Bangkok nhé, nói đi. Ok. Cả, mình đang ở bố con. Ở bố đây hè. Bắn chê. Bắn chi con? Bangkok. Hello Thái Lan, hello Bangkok. Tụi mình đang ở Bangkok các bạn. Và sau khoảng là 1 tiếng 45 phút bay thì tụi mình đã đáp ở sân bay Bangkok rồi. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi nhập cảnh lên hành lý và sau đó đi tàu điện để về khách sạn ha. Khách sạn tụi mình ở cũng rất là hay ho luôn, nên là khi mình tới đó thì mình sẽ review cái khách sạn của mình cho các bạn có thể là tham khảo nếu như mà có ý định là đi du lịch Bangkok. Ok, đi let's go thôi. Tụi mình đã tới cái chỗ mà ăn uống và tụi mình đã ăn, gọi là mình mua tạm hai cái bánh bao cho nhóc nó ăn rồi và lấy sim xong thì bây giờ tụi mình sẽ đi xuống tầng ở bên dưới để đi tàu về khách sạn nha các bạn. Và nếu như mà các bạn mà muốn đi từ sân bay Bangkok mà về khách sạn thì các bạn, mình nghĩ là cái phương tiện tàu là tiện nhất rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ xuống dưới để đi tàu về. Where is now?
tiên mà mình đi sẽ đi tàu từ sân bay về trung tâm của Bangkok. Lần trước thì toàn là đi xe của đoàn hoặc đi taxi hết. Mình nghĩ thì cách đi thì mình cũng không biết đi, nhưng mà mình chỉ cần tới cái quầy thông tin mình hỏi và mình đưa ra cái ga gần cái khách sạn của mình và mình hỏi người ta là nên mua vé như thế nào thì người ta sẽ chỉ cho mình. Cách đó là cách đơn giản nhất để gọi là biết cách đi tàu điện từ sân bay về trung tâm, chứ cũng không cần nhất thiết là phải lên trên mạng để coi trước. Nếu như mà bạn nào coi trước thì nó cũng ok, nhưng mà tại vì khi mà mình coi thì mình không hình dung được á, nên là cũng hơi khó. Nên là cách tốt nhất là mình cứ tới hỏi nhân viên ở sân bay là được ha. Là khu vực bắt đầu các bạn có thể là mua được cái chip để có thể là đi tàu này. Đợt trước thì mình cũng đã đi một lần, nhưng mà mình đi từ sân bay, cái sân bay gì khó đọc nhỉ, Suvarnabhumi gì đó, để đi qua sân bay Đông Mường á, nên là mình cũng đã thử mua một lần rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ mua cái chip để đi vào bên trung tâm của Bangkok nhé. Đây là cái quầy bạn có thể là mua ha. Và ở đây thì người ta sẽ có bán quầy tự động cũng như là quầy tiền mặt, và quầy gọi là có người nhân viên phục vụ, thì các bạn qua đây các bạn hỏi phục vụ cho nó tiện ha. Khi đi từ sân bay về một cái trạm Makassar thì bây giờ mình sẽ đi bộ qua một cái trạm MRT để bắt tới đúng cái trạm mà mình mong muốn ha. Nói chung là mình nghĩ nếu như mà người lần đầu tiên tới đi những cái tàu City Line hoặc là MRT của Bangkok á, thì các bạn cần phải gọi là chịu khó hỏi những nhân viên ở cái trạm tàu đó, thì người ta sẽ chỉ cho các bạn á. Chứ mình nghĩ là nếu như mà tự mò thì nó cũng hơi gọi là mệt, tại vì nó khá là nhiều line và nó cũng khá là rườm rà. Thì tốt nhất là cứ hỏi đưa cái trạm mà mình mong muốn tới thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình nên bắt tàu gì và đi tới đâu ha. Sau khi bắt một chuyến tàu từ Bangkok và một chuyến MRT thì bây giờ mình đã tới trạm cuối cùng. Và bây giờ thì mình sẽ đi Grab đâu đó khoảng hơn 1 cây để về khách sạn ha. Nó khá là tiện luôn các bạn. Khách sạn mình book thì nằm ngay trung tâm, cách khao sạn đâu đó khoảng 800m thôi. Mình book trên Traveloka 1,5 triệu một đêm. Điều mình thích nhất ở khách sạn này là có một cái nhà hàng đạt 4 năm liền 1 sao Michelin nha. Đây là cái nhà hàng kế bên khách sạn của mình luôn và được mấy năm liền được sao Michelin luôn các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà hàng để cho các bạn coi nha. Đây chính là cái tên nhà hàng các bạn. Cái tên này khá khó đọc nên là các bạn cứ nhìn đúng cái tên đó thì các bạn có thể là vào ha. Ok, bây giờ mình vô trong thì không biết là hôm nay có đông khách không. Hôm qua mình vô thì phải đặt bàn mới có chứ là full bàn. Tiên tại Bangkok ha. Và hôm nay thì lịch trình của tụi mình cũng khá là đơn giản, đi sẽ khám phá một cái cộng đồng người Hoa gì đó có tên là Talanot ha. Đấy, bây giờ thì mình sẽ bắt xe tuk tuk đi qua đó. Từ khách sạn qua đó thì tầm đâu đó khoảng 3 cây thôi. Thì chắc là mình sẽ tới, mình sẽ hỏi là xem giá từ đây qua đó là bao nhiêu rồi là mình sẽ đi. Khách sạn của tụi mình ở thì cũng khá là gần trung tâm nên là đi lại cũng rất là tiện luôn. Dọc cái đường này thì sẽ có những cái tiệm bánh cũng như là cái tiệm cà phê nhỏ nhỏ, và trong mấy cái con hẻm nhỏ thì thường sẽ có những cái gọi là cái hẻm mà người ta sẽ vẽ chân lên ha các bạn. Đây thì một chỗ để người ta vẽ chân lên này. Đó. Đây là một cái nơi mà giống như là người ta vẽ chân tường á. Thank you.
phục tùng thì rất là nhiều luôn các bạn. Đây này, giờ có người vận động để chất những cái đồ phụ tùng của xe hơi, cơ khí này kia lên của công nghệ nguyên một cái rất là nhiều. I want to buy go to Icon Siam. Two person. Okay. What? Sao đó? Yeah. Okay. Bây giờ là tụi mình sẽ lên tàu luôn bạn. 40 bạn cho một người nha. Đi từ cái bến thuyền này lên này con xe. Đây là cái tàu sẽ chở mình qua Icon Siam. Một người thì sẽ là 40 bạn ha. Đây là cái thuyền đi trên sông ha. Và mọi người sẽ đi thuyền này thì nó sẽ dừng lại ở rất là nhiều những cái bến tàu khác nhau. Mọi người có thể là đi chùa hoặc là dừng là đi Icon Siam luôn. Sau đó khoảng 15-20 phút thì tụi mình đã tới Icon Siam rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để xem là sẽ có những cái gì hay ho và mình sẽ mua được gì trong cái trung tâm thương mại lớn nhất của Thái Lan này nha. Icon Siam thì đang có chương trình dành riêng cho khách Việt Nam, Campuchia và Lào. Khi mà bạn tới đây thì có thể là lên lầu 1 tới Tourist Lounge để có thể là nhận rất là nhiều voucher của nhiều hãng khác nhau. Và đặc biệt khi mà bạn tới đây mang theo passport thì nhân viên ở đây hướng dẫn cho các bạn đăng ký để có thể là nhận được một cái thẻ. Trong đó người ta đã cho sẵn 500 baht rồi. Và cái thẻ này thì có thể là áp dụng những cái hạng mà người ta quy định ha. Và mình thấy là cũng khá là nhiều hạng đó. Đây thì mình sẽ, sau khi mà mình đăng ký passport của mình vào cái form á, thì sẽ có một cái thẻ trị giá 500 baht ha, để có thể là mua sắm hoặc là ăn uống tại những cái brand mà lúc nãy mà mình vừa show cho các bạn coi đó. Và đây thì mình có rất là nhiều những cái gọi là cái quà tặng khác nữa khi mà mình tới cái Tourist Lounge này ở tại cái Icon Siam này. Nên là các bạn khi mà tới Icon Siam thì các bạn có thể là tới đây để đăng ký và mình có một cái thẻ như vậy thì mình có thể đi mua sắm nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn. Ngoài cái thẻ để mua hàng thì ở đây người ta sẽ phát cho bạn một cái đống voucher luôn. Nếu bạn nào mà gọi là tín đồ mua sắm ở Icon Siam thì có thể là cứ nhận một đống voucher này. Bạn thích những cái brand nào ở đây thì bạn có thể là mở ra bạn coi và sau đó tới đó mua ha. Thì mình thấy giảm giá cũng khá là nhiều, từ 10%, 10%, 20% đều có hết ha. Các bạn có thể là ghé ha. Chợ nổi Thái Linh Trang nha. Và hôm nay thì mình sẽ khám phá cái chợ nổi này xem có những cái gì hay ho. Mình đang ở ngoài cổng và mình thấy là rất là nhiều những cái đồ bán hàng quán đó. Và hôm nay thì mình đi ngày chủ nhật nữa, mình nghĩ là sẽ đông hơn nữa. Ok, bây giờ là đi vào bên trong chợ xem có cái gì nha. Ngay bên đầu
dùng là những cái món rất là đặc trưng của Thái Lan các bạn, đó là xoài non chấm với lại mắm. Đây là một trong những cái món mà mình nghĩ rất là đặc trưng ở Thái Lan, mà bạn đi đâu bất kỳ ở nơi nào cũng sẽ thấy những cái món này. Nói thôi là chảy nước miếng rồi đó. Thì sẽ có một số cái loại, ví dụ như ở đây thì mình sẽ có cái trái này là người ta bảo là trái đậu thối các bạn. Nhưng mà ăn thì nó giống cái mùi keo, trái keo á, thì ăn rất là ngon luôn ha. Cái cảm quan ban đầu của mình cảm thấy được khi mà bước vào khu chợ này thì mình thấy mọi thứ ở đây người ta bày biện rất là ngăn nắp và sạch sẽ luôn. Không biết là đi sâu vào bên trong thì sẽ như thế nào ấy, nhưng mà bên ngoài thì cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ. Ở đây thì người ta sẽ bán một số cái loại trái cây khá là đặc trưng. Ví dụ như ở đây thì sẽ có một cái loại cà giống như là cà dại ha, và chân thái này. Cái này thì người ta sẽ ăn sống được, hoặc là người ta sẽ giã lên để ăn. Đây thì sẽ có một số cái trái này như là trái cherry, người ta sẽ nấu lên và người ta sẽ làm nước uống hay sao á. Ok, cái đầu tiên mình mua đó là chính là bưởi. Các anh thử. Cái này là mình mua, cái này là 65 baht cho các bạn ha. Mình ăn thử có ngọt không? Trời nó ngon. Ngon xuất sắc luôn các bạn. Nó rất là tươi, nó mọng nước ở đằng trong và nó có cái vị chua ít và ngọt nhiều ha. Nên ăn nó sẽ wow, nó ngon quá. Ngon quá. Đây mang thường, ngon lắm. 65 này chỉ có 65 baht thôi các bạn. Cực kỳ ngon luôn ha. Ok, đây là món đầu tiên mà mình bước vào chợ mình mua, tại vì mình mua cho cả ăn nên là mình sẽ gọi là ăn thử xem như thế nào, nhưng mà rất là ngon nha, cực kỳ ngon. Đây thì người ta sẽ có bán một cái trái rất là đặc trưng ha. Trái rất là đặc trưng luôn. Đây bên này thì sẽ có sầu riêng này. Wow, một cái như vậy là 100 baht rồi đến 120 baht, 150 baht, tùy vào cái size cũng như là cái loại muối ha. Như các bạn thấy thì sầu riêng ở đây thì họ cái ở ngoài nhìn nó sẽ không có chín giống như là cái kiểu sầu riêng của Việt Nam, nó hơi gọi là sực sực bên ngoài ha. Là cái hàng chuyên về những cái loại cá ha, và người ta có thể là xào nấu và người ta làm cà ri hay sao á, cực kỳ hấp dẫn luôn. Đây thì sẽ có một số cái loại đậu và bắp ha. Xíu nữa mình sẽ ra mua cái này mình sẽ ăn trưa luôn, tại cái này nó dễ ăn mà nó ngon nữa. Nhìn nó hấp dẫn quá các bạn. Có cửa hàng người ta đám làm mật ong, và bên này thì kế bên cửa hàng làm mật ong thì sẽ có một cái chỗ người ta có thể là ép cam ra để có thể làm nước cam mật ong ha. Đây là một số mình nghĩ là những cái loại bánh và người ta làm từ dừa cũng như là có nước cốt dừa ha. Ví dụ như đó, mình nghĩ là nếp này kia thì người ta sẽ làm, sau đó người ta sẽ bỏ nước cốt dừa cũng như là cơm dừa lên bên trên, nhìn nó rất là hấp dẫn. Như lúc nãy mình nói thì cái chợ này mình cảm giác nó rất là sạch sẽ luôn các bạn, và nó không quá ồn ào á. Và vô đây thì mình thấy một số món đồ thì nó cũng khá là nhiều, nên là các bạn có thể ghé đây mua. Ở bên này thì người ta có tham gia cái trò chơi là cuộc thi gì này, bây giờ mình sẽ qua bên này thêm thử. Đây này có một cái đoàn nào quay phim, không biết là có diễn viên nổi tiếng nào trong này không. Các bạn nào mà biết diễn viên Thái thì các bạn có thể coi nhé. Đây là cửa hàng gọi là xà phòng như là tinh dầu và muối khoáng dành cho những cái bạn nữ nào thích tắm ha, thơm tho. Một số đây là như là người ta sẽ bán cơm, kiểu như là cơm trộn ruốc các bạn, cơm trộn ruốc của Thái Lan á. Người ta sẽ bán từng phần như vậy thì mọi người có thể là mua ăn ha. Giá một cái phần như vậy thì 60 cho tới 50 baht ha, khá là rẻ. Ở bên này thì sẽ có một cái chỗ người ta đổ bánh, cái này cũng như y chang bánh xèo luôn, rất là giống bánh xèo. Hai bao nhiêu á? 20 baht. Đây nó sẽ có những cái túi rất là dễ thương, đây người ta sẽ bán tầm đâu đó khoảng 20 baht thôi, rất là rẻ ha. 20 baht một cái để các bạn có thể là mua làm quà.
techno. Trong này thì sẽ có gọi là những cái giống như là kết hợp văn nghệ kia. Hết cái chợ bên ngoài thì bên trong này thì sẽ là khu vực hình như là chợ nổi đó các bạn. À, tại vì mình thấy là đây thì nó sẽ có những cái nhà này thì mình cũng cảm giác như là nhà bè vậy đó. Người ta ngồi trên này người ta ăn uống ha. À, khu chợ này tính ra cũng nhỏ chứ không có to như các bạn nha. Đây, đi hết cái này thì là hết cái khu chợ rồi này. Ở trên này thì chủ yếu là người ta đang gọi là khu vực này đúng là khu vực có thể là ngồi ăn uống như những cái nhà hàng vậy đó. Đó. Đây thì mọi người có thể là ngồi đây ăn uống này, nhìn rất là thú vị luôn. Ở đây thì sẽ có cá rô phi và là cá diêu hồng, gọi là cá nước muối ha. Đây là những cái món rất là đặc trưng của Thái Lan mà các bạn đi bất kỳ nơi nào cũng có thể là thấy được cái món này. Con tôm rất là tươi luôn các bạn, nhìn rất là béo, u nũng luôn. Đây là tôm càng này. Đây là lần đầu tiên mình tới khu vực Chinatown này luôn các bạn. Nên là mình sẽ gọi là đi khám phá với một cái tâm thế là hoàn toàn không biết gì trong cái khu vực này ha. Và bây giờ thì mình đi khoảng đâu đó khoảng 10 mét gì đó và mình thấy rất là nhiều những cái cửa hàng bán đồ ăn khá là ngon luôn. Mình cứ đi một vòng đã xong rồi thì mình sẽ biết được là mình sẽ ăn cái gì. Đây là một cái cửa hàng TK Seafood mà nghe đâu là nổi tiếng số 1 ở khu vực Chinatown này về bán đồ ăn hải sản ha. Ở đây thì người ta bảo là có hai chỗ TK nhưng mà TK mặc áo xanh này có vẻ là nổi tiếng hơn những cái chỗ khác ha. Đây thì chỉ chuyên về hải sản thôi các bạn. Và đây là rất là nhiều những cái loại hải sản lớn, ví dụ như tôm hùm này hoặc là sò đẹp ha, con nào con nó to đùng ha, và cả là cua nữa. Ở đây thì mình thấy mà cái mà người ta bán nhiều nhất đó chính là hải sản và những cái loại trái cây cũng như là nước uống, nước ép trái cây ha, rất là nhiều luôn. Và chỗ này thì hải sản thì cũng rất là nhiều luôn, nên là bạn nào mà thích ăn hải sản này kia thì ra chỗ này thì mình là các bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn ha. Đây thì hình như là đây có một cái tiệm mà cơm cũng là mì. Mình đang ở Khao San Ross các bạn. Bình thường cái chỗ này phải đi buổi tối nó mới gọi là phê hang heo ha. Tuy nhiên thì đi với lại con nít nên là mình chỉ đi được vào buổi chiều thôi. Và đợt này thì mình vô đây thì mình chủ yếu là sẽ kiếm một cái gì đó mình mua. Đây sẽ có một cái số cái món đồ này để có thể là mua được cho bạn nhỏ này mặc thử ha. Đây sẽ sắm cho bạn nhỏ này một cái bộ đồ Thái Lan để mặc ha. Hồi xưa mình gọi là ăn nằm dọc về ở cái khu phố khách sạn này. Tuy nhiên thì mình toàn ra buổi tối chứ bao giờ đi ban ngày hết. Đây là lần đầu tiên mà mình đi ban ngày ở khu phố khách sạn này. Bây giờ thì đi với cái loại con rồi nên là ban đêm cũng chả có gọi là hang out được. Nên là ban ngày chủ yếu là ra đây tham quan rồi có cái gì mua sắm thôi, chứ không có gọi là ăn nhậu vào ban đêm được. Tại vì bây giờ buổi tối các bạn sẽ ngủ sớm nên là mình cũng chỉ gọi là tranh thủ thôi chứ cũng không có gọi là có nhiều thời gian vào ban đêm. Như vậy là mình đã khám phá xong Bangkok với một lịch trình nó khá là đơn giản, nó có rất là nhiều thời gian để tụi mình có thể là nghỉ ngơi cũng như là ăn uống. Những cái địa điểm mà tụi mình chơi thì nó cũng sẽ phù hợp với lại cái bạn nhỏ chứ không phải là đi theo kiểu du lịch bụi như hồi xưa. Ngày thứ năm thì tụi mình chủ yếu là nghỉ ngơi, sau đó ra ga tàu để đi từ Bangkok lên Chiang Mai, một chuyến tàu khá là thú vị. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau và nhớ nhấn like, subscribe channel của mình nhé.